Hello anh em và chào mừng em lại quay trở lại với kênh của Rỗi2P nha. Và thông tin cực kỳ nóng hổi luôn anh em ơi. Như vậy là thời đại của tướng chuyên xe là có thật anh em ạ. Chúng ta chuẩn bị có tới hai vị tướng chuyên xe, tướng Cam nha anh em, trong tựa game Rise Kingdom với khả năng bắn tầm xa. Chúng ta sẽ cùng đi xem liệu hai vị tướng mới có skill nào thú vị, cũng như còn một con tướng Cam thứ ba trong bản cập nhật lần này nha. Mình đang cảm thấy cực kỳ hứng thú với ba con tướng Cam lần này các bạn. Chúng ta sẽ cùng đi xem luôn nha anh em. Ok, đầu tiên đi cùng với tướng Cam là tướng xe thì chúng ta cũng có thêm một set đồ Cam dành cho tướng xe anh em ạ. What the hell, lần đầu tiên mình thấy có một set đồ Cam cho tướng xe. Và công bằng mà nói thì set đồ này nhìn ngoại hình nó khá là đẹp. Anh em có thể thấy là chỉ số ở trên màn hình ấy, thì hiện tại người ta cũng đang gọi là ẩn chỉ số rồi anh em. Người ta chỉ để số 1 thôi, nên là không biết được chỉ số là bao nhiêu. Nhưng các bạn có thể thấy đây là một set trang bị dành cho chuyên xe, và không phải set để đào game nhé anh em. Em có thể thấy là set này là cộng chỉ số đánh nhau, không phải đào game. Đó, tiếp tục là cộng chỉ số này. Mình thấy cộng chỉ số gọi là tấn công xe là hơi nhiều nhé anh em. Đó, toàn tấn công xe đấy các bạn. Có lẽ là do cái việc mà các bạn tấn công tầm xa ấy, thì các bạn sẽ ít bị tấn công. Thành ra là cái set đồ Cam cho xe này mình thấy cộng toàn chỉ số tấn công cho xe thôi anh em nhé. Và chúng ta sẽ đi đến với chiêu của con ba bơ đầu tiên đi. Thì ở đây chiêu thì người ta đã làm hết chỉ số về 1 rồi anh em. Ở đây thì các bạn sẽ có khả năng là gây sát thương, có hệ số sát thương này. Và anh em lưu ý là không hề đề cập tới việc là cái skill này nó gây thương nhẹ hay là gây thương nặng nhé anh em. Tức là kiểu cũng không thể đảm bảo rằng con tướng này gây thương nhẹ. Nếu mà nó gây thương nặng nhá thì cực kỳ ngon. Mình nói thật các bạn luôn, hai con tướng xe nếu mà skill gây thương nặng là chắc chắn sẽ thay đổi meta. Còn nếu mà gây thương nhẹ thì sẽ là một con tướng thuộc dạng gọi là móc tê du ma thôi anh em, chứ không có meta về tiết gì hết á. Chiêu 2 con ba bơ này các bạn sẽ tăng công xe này, thủ xe và tăng cái sát thương bắn tầm xa khi cắm đội hình chữ V. Chiêu 3 thì khi mà các bạn ở trong chế độ bắn xa, tức là cắm cọc ấy, thì các bạn sẽ nhận ít sát thương hơn từ đòn tấn công thường. Và khi mà các bạn tấn công ấy thì các bạn sẽ có 10% gây thêm sát thương kỹ năng. Và ở đây nó tiếp tục không đề cập đến việc là chúng ta gây thương nặng hay gây thương nhẹ. Tuy nhiên nhá, mình vẫn thiên về cái hướng đó là tướng bắn xa chắc chắn sẽ gây thương nhẹ luôn. Cái này thì cần phải game ra mắt mới biết được. Nhưng mà kiểu mô típ của game này hiện tại là như vậy anh em. Chiêu 4 ở đây thì các bạn sẽ có tăng máu của quân xe lên này. Và khi các bạn nhận đam thì lính xe sẽ có 10% tăng thêm thủ và tăng thêm sát thương trong 3 giây. Hiệu ứng kích hoạt mỗi 5 giây một lần. Hiện tại chỉ số người ta ẩn hết, thành ra là mình cũng không biết là chiêu nó có mạnh hay không nữa. Chiêu chuyên môn của con ba bơ thì các bạn sẽ có khả năng gọi là tăng tấn công của lính xe lên này. Và khi các bạn dùng kỹ năng thì lính của ba bơ ấy sẽ nhận thêm nộ mỗi giây trong 3 giây và hiệu ứng kích hoạt mỗi 5 giây một lần. Ở cái con này nếu thật anh em luôn, con này mà gây thương nặng thì tôi đảm bảo các bạn là bá đạo luôn. Còn gây thương nhẹ thì chưa biết anh em, thương nhẹ thì mình vẫn nghĩ là nó sẽ kiểu hơi phế vật đấy. Còn đây anh em có thể xem qua một chút về cái hiệu ứng của chiêu con ba bơ thì nó khá là giống chiêu con mẹt mét đấy anh em. Đó, anh em thấy không? Bắn khá là đẹp, khá là giống chiêu của con mẹt mét. Ok, vị tướng thứ hai chúng ta có là Margaret đệ nhất. Thì con tướng này các bạn có thể lấy qua một cái sự kiện khá là giống Lữ Bố nhá. Đó, khá là giống cách bạn lấy Lữ Bố chứ không phải là qua vòng quay về MGE. Con ba bơ là tới từ vòng quay may mắn nha anh em. Chiêu 1 của Margaret thì các bạn sẽ có là 3 giây đòn tấn công thường sẽ gây thêm phần trăm sát thương này và gây thêm sát thương kỹ năng. Tiếp tục là không đề cập đến cái việc là gây thương nặng hay gây thương nhẹ. À mà lưu ý với anh em luôn là cả hai con tướng xe này chỉ có thể ra chiêu khi mà cắm cọc. Tức là sao? Tức là các bạn đánh đồng, các bạn mang nó ra nó không có tác dụng nha anh em. Các bạn bắt buộc phải cắm cọc xuống thì con ba bơ và con Margaret này nó mới ra skill. Chiêu 2 chúng ta có một chiêu tăng tấn công xe này, tăng tốc độ chạy của xe và tăng sát thương đòn tấn công thường của xe. Anh em để ý là có vẻ tướng xe sẽ là một cái đơn vị thiên hoàn toàn về tấn công luôn. Rõ ràng người bắn tầm xa chỉ đứng xa bắn thôi, còn lại gần thì kiểu gì cũng chết. Ở đây có một cái khá là hay, đó là tăng tốc độ chạy cho xe thì có thể anh em dùng để cho nó đi farm có lẽ là cũng được. Chiêu 3 thì khi ở chế độ tầm xa thì con tướng này nó sẽ gây thêm sát thương kỹ năng nha. Và khi mà gây sát thương kỹ năng thì sẽ có 10% giảm cái tốc độ chạy của mục tiêu đi trong 3 giây. Một chiêu làm chậm khá là khó chịu. Chiêu thứ 4 sẽ tăng tấn công đội quân của Margaret lên này. Và khi mà bạn tấn công tầm xa thì Margaret sẽ có 10% khả năng giảm thủ của mục tiêu đi trong 3 giây. Như vậy con Margaret này sẽ là một con debuff khá là ngon, kể cả nó có gây thương nhẹ nhé anh em. Các bạn đứng tầm xa mà các bắn lượng và giảm đép của rally thì nghĩ là cũng được. Chiêu chuyên môn của Margaret thì sẽ tăng cái phòng thủ của lính xe lên và khi mà các bạn nhận sát thương thì Margaret sẽ có 10% tỷ lệ hồi máu và có thể kích hoạt mỗi 5 giây một lần. Chỉ số tiếp tục bị ẩn nên là không biết là hồi có nhiều không và sát thương có nhiều không. Chiêu của Margaret thì anh em có thể xem, một chiêu khá là bình thường nhỉ, mình thấy cũng không được đẹp lắm.
Còn đây là cái sự kiện mà các bạn sẽ lấy được con Margaret nha. Anh em có thể để ý rằng cái sự kiện này nó chia làm hai cột. Cột đầu tiên thì không có nói gì đến cái việc là có bỏ game hay là bỏ tiền không. Nhưng mà cột thứ hai là các bạn sẽ mất 19.99 đô để các bạn lấy được con Margaret này. Như vậy thì các bạn vẫn có thể gọi là triệu hồi miễn phí được Margaret khi bạn đạt cấp 15. Còn nếu các bạn mua gói này thì các bạn sẽ được thêm 20 tượng. Gói nạp thì có lẽ sẽ ưu tiên cho bạn nào mà muốn mắc con Margaret, tại vì các bạn nạp 20 đô các bạn được kiểu 20 chọc vàng ấy, kiểu gần 500 nghìn được 20 chọc vàng thì nó cũng hơi đắt. Và bên cạnh hai con tướng đấy xa thì lần này chúng ta sẽ có thêm một con tướng lãnh đạo. Và đây sẽ là điểm nhấn của bản cập nhật lần này. Mình tin chắc rằng Heraclius sẽ là con tướng thay đổi meta thủ thành cũng như thủ thành phố cho thời gian tới nha anh em. Heraclius sẽ có nhánh là lãnh đạo, đồn trú và phòng thủ. Chắc chắn đây sẽ trở thành một con Kirep rất là hot trong thời gian tới. Anh em cùng tìm hiểu chiêu với mình. Đầu tiên đó là các bạn sẽ có khả năng gây sát thương kỹ năng lên tới 5 mục tiêu ở gần. Và mỗi mục tiêu thêm sẽ giảm đi 15% sát thương. Cái này thì khá bình thường rồi. Và khi mà các bạn ra skill thì còn khiến cho con Heraclius này nhận thêm được một cái khiên trong 3 giây. Cái khiên này thì hệ số sát thương là chưa hề đề cập tới. Tuy nhiên nhá, 5 sát thương anh em, có dáng dấp của Theodora đâu đây nha các bạn. Đó, Jisushin Theodora rất là cũ rồi nên là mình cực kỳ gọi là thiên về cái suy nghĩ là con Heraclius này nó sẽ là con thay đổi meta nha anh em. Chiêu 2 sẽ tăng máu của đội quân này, và khi mà các bạn đồn trú thì đòn tấn công thường sẽ có 10% tăng cái sát thương phản công lên bao nhiêu phần trăm đó không biết trong vòng 3 giây và có thể kích hoạt mỗi 8 giây một lần. Lưu ý là với con Heraclius này thì cái skill của nó lại chia làm hai phần, đó là một phần là đồn trú trong pháo đài trong cờ và một phần là đồn trú ở trong thành phố của các bạn. Thì có hai trường hợp, một là con này sẽ là tướng dép pháo đài ngon, hai thì có thể nó sẽ là con tướng dép nhà ngon, mình cũng không biết nữa. Tuy nhiên nếu mà anh em nào mà đang có ý định gọi là lên tướng dép nhà thì chắc chắn con Heraclius này nó sẽ là con mạnh nhất bây giờ nhá. Không phải Jisushin, không phải Theodora mà là Heraclius. Chúng ta đến với chiêu 3 thì các bạn sẽ được tăng sát thương kỹ năng, và khi sử dụng sát thương kỹ năng thì các bạn lại tiếp tục nhận được một cái khiên trong 3 giây và cái khiên này thì có thể kích hoạt mỗi 8 giây một lần. Và tiếp tục nó có hai ý, là một ý là khiên khi các bạn đép pháo đài, đép cờ, và một ý là khiên khi mà các bạn đép thành phố nha. Cái này thì mình không biết là cái khiên cho cái nào thì cao hơn, nhưng mà nhìn chung là con này mình dự đoán là khá là trâu đấy anh em, tại vì nó có rất là nhiều búp khiên. Búp khiên thì mình sẽ đánh giá nó ngon hơn so với hồi máu nha các bạn, tại vì hồi máu thì các bạn sẽ có khả năng bị thương nặng nhiều hơn, nhưng mà búp khiên thì các bạn sẽ ngon hơn hồi máu. Đó là các bạn sẽ kiểu không bị thương nặng ấy, các bạn sẽ bị hút sát thương chứ không phải là các bạn hồi lại lính để người ta đánh tiếp. Chiêu 4 của Heraclius, các bạn sẽ được tăng phòng thủ của đội quân và tăng tấn công của đội quân khi mà đồn trú. Và khi mà các bạn bị tấn công trong khi mà các bạn đang có khiên ấy, thì các bạn lại tiếp tục có 30% gây sát thương lên cái đội quân mà tấn công các bạn với hệ số sát thương mình không biết là bao nhiêu và kích hoạt mỗi 8 giây một lần. Một chiêu cực kỳ lợi hại anh em. Ở đây anh em lưu ý nhé, đó là gây sát thương lên kẻ địch tấn công các bạn. Ở đây thì cũng khá là phân vân, ví dụ như 10 ông cùng tấn công đi thì phản cùng một lúc là mỗi ông có thể phản được, hay là chỉ phản được một ông sau đó chờ 8 giây mới phản tiếp. Thì chiêu này mình nghĩ là rất là ngon khi mà các bạn ở đép thành phố. Con này mình dự là rất là trâu và rất là nhiều sát thương đấy anh em. Và chiêu cuối cùng thì sẽ giảm sát thương nhận vào từ đòn tấn công thường. Và khi mà con Heraclius này có tối thiểu 3 loại quân thì sẽ tiếp tục giảm thêm sát thương nhận vào. Thì đây là cái ý chính mà Heraclius sẽ là con tướng đép thành phố rất là ngon. Tại trong thành phố thì kiểu gì các bạn cũng có 3 loại quân đúng không? Còn khi mà các bạn đồn trú thì cũng hên xui. Nói chung là đây con tướng mình nghĩ là sẽ rất là mạnh. Anh em cùng xem qua cái hình ảnh chiêu thức của nó một chút nhá. Chiêu của nó cũng rất là đẹp luôn anh em. Wow, anh em nhìn đi. Ua, chiêu cực kỳ đẹp các bạn. Chiêu con Heraclius này cực kỳ đẹp. Và mình nghĩ rằng đây sẽ là con tướng khá là hot cho thời gian tới. Và Heraclius các bạn sẽ lấy từ sự kiện thống đốc hùng mạnh nhất nhé. Mình xin nhắc lại, đó là bạn nào mà đang có ý định lên tướng đẹp nhà, đang mua gói ngày Theodora và Jisushin thì chúng ta hoàn toàn có thể tạm dừng. Tại vì mình nghĩ rằng con này nó sẽ là con tướng đẹp nhà rất là ngon luôn. Cùng lắm các bạn có thể kết hợp con Heraclius này với Jisushin hoặc Theodora thì chắc chắn là sẽ hiệu quả hơn so với việc các bạn dùng mấy con kiểu ở Zenobia, Flavius để đẹp thành phố của các bạn. Còn đương nhiên nói về đép pháo đài hay là đép cờ ấy, đép công trình trong KVK thì có lẽ Zenobia Flavius vẫn là một lựa chọn tốt. Và chúng ta cũng phải chờ Heraclius ra mắt để nó test thử xem rằng đâu đi với con này nó sẽ hợp để đép công trình nha anh em. Ok, tiếp theo chúng ta có cái phần thông tin map KVK mới. Chúng ta sẽ có 6 trại thay vì 4 trại như map Anh Hùng Ca và 8 trại như map 8 phe. Chúng ta có 6 trại và có thêm hệ thống bí vật. Hệ thống bí vật thì mình vừa mới làm một video hồi chiều nay xong, anh em có thể tìm hiểu lại nha. Nôm na thì cái hệ thống bí vật này sẽ cho các bạn kết hợp ở những con tướng kỵ bộ cung với nhau một cách nó sáng tạo hơn. Nhìn chung thì map KVK mới mình nghĩ là sẽ chỉ có khác biệt một chỗ ở cái map với lại cái bí vật thôi. Còn lại thì cách chơi có lẽ là khi nào có map thì mới biết được.
Và cuối cùng ở đây chúng ta có một cái hệ thống thi đấu liên minh. Mình cũng chưa biết là cái nhiệm vụ này là làm những nhiệm vụ gì, nhưng mà như mình đã nói, mình sẽ quan tâm đến phần thưởng nhiều hơn. Ở đây thì game có đề cập tới luật chơi một chút, đó là trong giai đoạn đăng ký thì thủ lĩnh liên minh và các R4 thì có thể đăng ký event này này. Mỗi thành viên liên minh phải có tối thiểu là 30 tới 100 thành viên, và cái danh sách thành viên này không thể thay đổi sau khi mà các bạn đã đăng ký rồi. Đối với mỗi cá nhân thì các bạn cần phải có nhà chính trên cấp độ 16 thì mới được liên minh đăng ký cho chơi event này, và các bạn chỉ có thể tham gia event với một liên minh mà thôi, chứ không thể cùng một lúc ở nhiều liên minh mà tham gia cái sự kiện này. Và đây là luật của sự kiện này, đó là cái hệ thống sẽ ghép ngẫu nhiên các liên minh vào chung một cái nhóm giải với nhau, và trong khi thi đấu thì các thành viên của liên minh sẽ chấp nhận những cái nhiệm vụ tới từ cái đợt event lần này, và họ có thể hoàn thành cũng như là trả cái nhiệm vụ để nhận điểm. Và liên minh của bạn ấy có thể nhận tối đa là 3 cái nhiệm vụ một lúc, và mỗi thành viên trong liên minh chỉ có thể nhận được một nhiệm vụ một lúc mà thôi. Và trong quá trình thi đấu thì mỗi thành viên sẽ có tới là 10 lần thử và có thể mua thêm một lần nữa với game. Tổng điểm của liên minh khi mà đã đạt đến cái mức giới hạn đấy thì cái cấp của cái sự kiện này nó sẽ tăng cấp nha. Và trong quá trình trao thưởng thì các bạn có thể nhận phần thưởng dựa trên cái cấp của cái liên minh các bạn ở trong cái đợt event lần này. Và khi mà kết thúc cái event liên minh này ấy, thì các liên minh ở trong cùng một cái nhóm giải sẽ chia rank dựa trên cái số điểm mà họ đạt được. Ok, nói chung là nó khá là dài anh em, mình cũng không có muốn đọc kỹ về cái này làm gì. Đại khái là bạn sẽ gọi là nhận nhiệm vụ tới từ cái event lần này. Còn đây sẽ là phần quà nha anh em, lưu ý rằng đây là tỷ lệ phần quà chứ không phải chắc chắn các bạn sẽ nhận được. Mình thấy ở đây có rương vũ trang cam khá là ngon này, vương luật liệu cam. Ở đây nếu mà nói đúng ra mình nghĩ là vũ trang cam sẽ ngon hơn, tại vì các bạn mở được vũ trang cam ấy, các bạn sẽ nhận được ngay một món cộng chỉ số. Còn vật liệu cam các bạn phải cần đến mấy chục cái để các bạn đúc được một cái trang bị cam mới cộng chỉ số nó, nên là mình nghĩ là cái rương vũ trang này sẽ là ngon nhất. Ngoài ra ở đây chúng ta có là rương mảnh bản vẽ, cái kho dự trữ này chắc là phế nhất rồi, và cái mở rộng đội quân nâng cao 50% khá là ngon. Đây là phần quà cuối cùng của cái mùa giải. Đối với liên minh top 1 thì các bạn sẽ nhận được mỗi thành viên là 2.000 game mà, và 5 cái tăng tốc 24 giờ. Ok, đây là phần quà những thành viên ở trong cái liên minh ở trong bảng xếp hạng nhé. Còn đây là phần quà khi mà liên minh của các bạn ấy đạt được đến những cái cấp nhất định ở trong cái đợt event lần này, và các bạn sẽ được chọn nhé, chứ không phải là ngẫu nhiên. Ok, xem cái quà cấp cuối cùng nào. Ok, vật liệu này cấp 15 đâu. Ok, cấp 12 thì các bạn đã chọn vũ trang cam và tăng quân 50% và sao vàng. Chắc chắn là chọn vũ trang cam hoặc tăng quân rồi, làm gì có ai chọn sao vàng, đúng không anh em? Ok, nói chung là video cập nhật ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Mình vừa show cho anh em đó là bộ skill chi tiết của 3 vị tướng mới, cũng như rằng cái cách chơi của sự kiện liên minh sau bản cập nhật ngày mai 16 tháng 2 nha anh em. Anh em hãy để lại cảm nghĩ ở dưới phần bình luận bên dưới để cùng nhau thảo luận về skill của 3 con tướng mới. Liệu anh em có tin rằng tướng xe sẽ trở thành con bài thay đổi meta trong thời gian tới hay không? Hãy comment ngay nha anh em, và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye!